Quý vị và các bạn thân mến, với sáng chế máy phun thuốc điều khiển từ xa tự động cuốn nhà dây, Hội viên Nông dân Đặng Đức Ninh ở xã Chí Đàm, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ là một trong 62 đại biểu và là đại diện duy nhất của tỉnh Phú Thọ được vinh danh tại lễ tôn vinh nhà khoa học của nhà nông lần thứ tư do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức. Cái thời gian còn bé, cũng tham gia cùng bố mẹ với bà nội tôi thì cũng tham gia để sản xuất nông nghiệp, thì cũng thấy được cái sự vất vả. Lớn lên thì làm việc ở một cửa hàng bán các máy nông nghiệp, sau đấy tôi mày mò học hỏi sáng tạo ra cái máy phun để phần nào giúp đỡ cho bà con cái sự vất vả và lại giảm được nhân công lao động, giảm được sự độc hại. Nghĩ là làm, mỗi ngày anh Ninh miệt mài bên xưởng cơ khí nhỏ của mình. Sau 3 lần thử nghiệm, lắp vào rồi lại tháo ra. Đến năm 2016, thì chiếc máy phun thuốc tự động cuốn nhà dây đầu tiên của anh ra đời và được nhiều nông dân Đoan Hùng đưa vào áp dụng trong quá trình chăm sóc bưởi. Nó rất có hiệu quả và nó đỡ được cái thứ nhất là về cái công tưới, công phun. Hai nữa là nó có tiện lợi là chỉ đứng một chỗ, có khi là mình thích kéo đi đến đâu là ở cái cự ly mình dùng cái dây đến đấy là mình kéo được. Với niềm đam mê chế tạo máy, những năm qua, anh Ninh đã tự mày mò sáng tạo ra nhiều loại máy cơ khí nhỏ phục vụ nông nghiệp. Những sáng kiến của anh Ninh đã đóng góp tích cực vào quá trình cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp của địa phương. Trong thời gian tới, tôi cố gắng chế nhiều cái máy của từ máy nông nghiệp bà con. Với thử từ cái máy bơm nước thì tôi có thể là chuyển thành cái máy phát điện. Máy, một cái máy thôi nhưng mà có thể là nó hoạt động được bơm nước này, hoạt động được cả bên điện khi mà có thể mất điện. Hoặc là những cái máy vò, tôi có thể là từ 3 bánh chuyển thành 4 bánh để mà từ lái cần thì tôi sẽ chuyển sang lái 4 bánh và lái vô lăng. Trở thành một trong 62 nông dân của cả nước được tôn vinh lần này là sự ghi nhận những đóng góp của anh Ninh với nông nghiệp và nông dân. Điều đó sẽ tiếp tục là nguồn động lực để anh có thêm những phát minh, sáng chế, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong quá trình sản xuất nông nghiệp, góp phần phát triển một nền nông nghiệp sinh thái hiện đại.